Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay 13 tháng 7, 2019 thì chúng ta lại có mặt ở ngay trước cửa của Tòa Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Berlin. Và phía sau lưng tôi là Tòa Đại sứ quán đó với cái quốc huy, và có một ngôi sao to và bốn ngôi sao nhỏ và nền màu đỏ. Ở bên cạnh đây là quốc kỳ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một tòa đại sứ nằm ngay cái bờ sông ở trung tâm Berlin. Và trước đây thì đây vốn là một nơi mà một nhà nghỉ của công đoàn của Cộng hòa Dân chủ Đức, và sau khi nước Đức thống nhất thì tòa nhà này đã được phía Trung Quốc mua lại và họ đã cải tạo xây dựng thành một cái khu tòa đại sứ rất lớn như một pháo đài bọc thép ở ngay trung tâm thủ đô Berlin, và chắc chắn là nhiều người biết. Và như những cái báo chí trong nước thì hiện nay vẫn đang im lặng, nhưng mà báo chí quốc tế và các phương tiện truyền thông ở trên thế giới bắt đầu đăng tải, loan tải hàng loạt cái thông tin về việc tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu ở bãi Tư Chính. Thì đây là những cái tờ báo ở nước ngoài họ đã bắt đầu đăng, như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hoặc Đài Châu Á Tự Do. Và các bạn cũng xem những hình ảnh đây đã biết, và đây mời các bạn xem. Đây là bài báo của Đài Châu Á Tự Do đăng về việc là tàu hải cảnh biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu tại bãi Tư Chính. Và ngoài ra thì cũng có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là một đài rất lớn ở Mỹ cũng đã đăng về cái bản tin này tương tự như vậy. Đó là bản tin về tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông, chấm hỏi. Tức là họ đặt cái dấu chấm hỏi. Thì bởi vì những cái thông tin này mới đưa ra và đang cần phải kiểm chứng thêm, cho nên những cái đài phát thanh và truyền hình quốc tế thường họ có những cái nhận định theo hình thức là chấm hỏi như thế này để để mọi người tiếp tục điều tra và xem xét. Sự việc diễn ra theo như tường thuật của Đài Châu Á Tự Do nói rằng là có ít nhất 2 tàu hải cảnh Trung Quốc và 4 tàu cảnh sát biển Việt Nam đang đối đầu với nhau ở bãi Tư Chính trong khoảng một tuần qua. Để các bạn xem, bài báo đưa rất rõ. Đây, bài báo đưa. Nơi Việt Nam có nhà giàn DK-1 do tiểu đoàn DK-1 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam kiểm soát. Thông tin này được mạng báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đăng tải vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Thì đấy là bản tin mà các bạn có thể tham khảo trên Đài Tiếng Nói Đài Châu Á Tự Do hoặc là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và nhiều cái cơ quan phát thanh và truyền hình của quốc tế. Còn bài báo gốc hiện nay đã vẫn đăng tải ở trên trang, hiện nay vẫn đang để. Đây là hình ảnh của chiếc tàu Hải Nam 8 hiện nay đang hoạt động ở vùng lãnh hải được cho rằng của Việt Nam. Đây các bạn xem, đây là hình ảnh bài báo đó đã đăng tải về việc đang có cái va chạm của tàu hải cảnh hai nước tại cái vùng này. Đây các bạn xem, đây là hình ảnh của những tàu thuyền viên và những cái người mà đi trên chiếc tàu đó hiện nay đang như vậy. Thế ngoài ra thì theo một cái người tên là Martinson thì ông cũng đã chia sẻ cái lộ trình của chiếc tàu Hải Nam 8 này từ ngày 3 đến 11 tháng 7 năm 2019 đã đi. Thì đây là cái hành trình của cái tàu đó. Thì chúng tôi cũng xin gửi thông tin đến các bạn để các bạn được biết. Đây hành trình này để các bạn có thể tra khảo ngay trong cái link mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây khi mà hết chương trình này. Thì đây hành trình này nó đi rất rích rắc ở ngay khu vực đang có tranh chấp, và đây là hoạt động của cái tàu Hải Nam 8 từ ngày 3 đến 11 tháng 7 năm 2019 đã được ghi lại. Và nếu các bạn phóng to hành trình này lên thì các bạn cũng sẽ thấy hành trình này đã được đánh dấu cụ thể và chi tiết ở trên những biểu đồ của quốc tế. Đây là các hoạt động khảo sát của Hải Nam 8 từ ngày 3 đến 18 tháng 7 năm 2019. Đây là hành trình của chiếc tàu đó của Trung Quốc. Và đứng sau lưng tôi đang đứng trước Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Liên bang Đức, nơi mà có rất nhiều cán bộ ngoại giao và tình báo của Trung Quốc nằm ở đây. Đây các bạn hãy xem cái hành trình đó. Và tất nhiên là trước đó thì các bạn cũng đã tham khảo trên những cái trang tin ở trong nước. Thì trong thời gian vừa qua, kể cả những cái ngày nóng, tin nóng như thế này, nhưng mà báo chí trong nước không hề đăng. Các bạn cũng xem báo chí trong nước hoàn toàn im lặng về những cái bản tin như vậy. Và chính vì vậy là người dân trong nước không thể biết được thông tin thực tế ra sao về cái chủ quyền lãnh thổ hải đảo của Việt Nam đang bị xâm phạm nghiêm trọng như thế nào, thì không hề được biết đấy, mà chỉ vẫn là những cái tin không đề cập đến vấn đề đó của trên các báo trong nước. Mặc dù có hơn 800 tờ báo và các cơ quan truyền thông khác nhau, nhưng họ đã không đưa tin mà chỉ thông qua những cái cơ quan truyền thông của nước ngoài quốc tế mà thôi. Và trước đó thì các bạn cũng đã biết Trung Quốc đã luôn gây ra những cái việc mà bắn giết và cướp những cái đảo của Việt Nam
từ thời trước khi mà Việt Nam chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang còn, thì năm 1974 thì họ ra tấn công và họ đã cướp những cái đảo mà phía Việt Nam Cộng Hòa đang nắm giữ và đã giết hại nhiều người lính của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó đến năm 1988 thì các bạn cũng đã thấy trên cái hình ảnh, mà hình ảnh này chính là do hải quân của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Trung Hoa chia sẻ trên trang chính thức, là hình ảnh tàu Trung Quốc xả súng vào lính Việt Nam. Cái này là họ cho rằng đây là niềm tự hào của họ, có lẽ là họ cho rằng như vậy, cho nên họ mới chia sẻ những hình ảnh như vậy. Và đây là hình ảnh những người lính của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bị hy sinh, tức là gồm có 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên đảo Cạc Ma khi Trung Quốc tấn công và bắn giết họ, khi mà họ không có một cái vũ khí và không chống cự lại. Cái điều đó là hết sức là nghiêm trọng và vi phạm hoàn toàn những công ước quốc tế về hàng hải. Đây là cái điều mà chúng ta trước đến nay đã biết nhưng mà nhiều người chưa biết. Thì bây giờ các bạn hãy tra khảo thêm thông tin thì các bạn sẽ biết là Trung Quốc họ đối xử với cả ngay cả nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như thế nào. Đấy là việc họ vào trận Cạc Ma vào năm 1988 thì hải quân Trung Quốc đã bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi họ đang ở trên cái đảo này. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ngay sau cái video clip này, chúng tôi sẽ chia sẻ đường link trên cái livestream này. Đấy. Và gần đây nhất thì các bạn cũng đã chứng kiến, mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đã cùng cái ý thức hệ cộng sản như nhau, tức là có đảng cộng sản là một đảng duy nhất để độc quyền lãnh đạo thôi, thì hai bên là tương đồng đấy. Thế nhưng mà Việt Nam và Trung Quốc luôn luôn có những cái mâu thuẫn và xích mích với nhau rất nhiều, từ những năm 79 khi mà Trung Quốc tấn công vào các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, đã giết hại hàng chục nghìn người dân vô tội và những chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Và sau đó họ đã rút đi và để lại hậu quả rất nặng nề cho phía Việt Nam. Điều đó sẽ đã đem lại cái bức xúc và đem lại cái điều mà đấy là bức lịch sử đen tối của Việt Nam với Trung Quốc đã diễn ra. Và tất nhiên là trước đó Việt Nam khi đưa quân vào để giải phóng Campuchia thoát khỏi ách đô hộ của Pol Pot thì Trung Quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo và gây khó khăn cho Việt Nam trong cái việc mà tiêu diệt cái chế độ diệt chủng đó đi. Thì đấy, điều đó cũng là cái mâu thuẫn của hai nước cùng thể chế như nhau. Và đây là hình ảnh gần đây nhất, mới nhất, là hình ảnh mới nhất các bạn thấy là hai vị bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc, tướng Vai Phan He bên trái và đồng cấp của Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã thảo luận về Biển Đông trong cuộc hội đàm tại Hà Nội hồi tháng 5 vừa qua. Đấy là tháng 5 vừa qua thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã sang Hà Nội để thảo luận cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch về vấn đề Biển Đông. Nhưng mà điều đó dường như là chưa giải quyết cái vấn đề quan trọng. Đấy là vấn đề mà Trung Quốc hiện nay luôn luôn tìm mọi cách thôn tính và họ luôn tìm mọi cách dựng cái đường lưỡi bò để hòng ngăn chặn cái tự do hàng hải ở đó và cướp đoạt tài nguyên cũng như là chiếm những đất đai và cũng như là chiếm hải đảo và biển của Việt Nam và những nước khác. Thì đấy là điều rất nghiêm trọng mà hiện nay không phải chỉ Việt Nam đối mặt mà ngay cả Mỹ, Philippines và nhiều nước khác đã phản đối. Và đặc biệt là phía Mỹ, họ đã luôn tôn trọng cái tự do hàng hải và họ bảo vệ điều đó. Và Việt Nam hiện nay đang hợp tác rất mạnh với Mỹ về vấn đề này. Nhưng có lẽ điều đó đã gây cái sự khó chịu cho nhà cầm quyền tại Bắc Kinh. Cho nên họ đã cử những cái đội tàu ra để tiếp tục khiêu khích hoặc là khai thác hoặc là tìm thăm dò ở trên cái thềm lục địa mà thuộc quyền giải phán của Việt Nam. Như chúng ta đã thấy, đây là hình ảnh hai vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng của hai nước Việt Nam và Mỹ và Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau vào tháng 5 vừa qua. Trước đó ở đây, khi mà Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào thềm lục địa của Việt Nam và người Việt Nam ở Đức và châu Âu đã biểu tình phản đối, và ngay trên cái đường này thì các bạn đã thấy ngay trên cái đường này trước mặt chúng tôi thì hàng nghìn người Việt Nam đã cầm cờ hô vang khẩu hiệu và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng cái tự do hàng hải và tôn trọng cái hiến pháp của công ước quốc tế đã được ký kết, không được xâm phạm vào những cái vùng lãnh hải, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đấy là hình ảnh của những cái người Việt Nam đã từng biểu tình ở đây, mà gồm có những cái người mà đã từng đi trước năm 1975 cũng đến biểu tình, và cả những cái người mà sau này, tức là hợp tác lao động và sinh viên Việt Nam cũng biểu tình. Thì đây là một số cái hình ảnh mà tôi có thể đưa cho các bạn xem. Đây là hình ảnh biểu tình của người Việt Nam tại Berlin nhân cái vụ giàn khoan 981 kéo vào, và đây là hình ảnh của họ, rất đông, hàng nghìn người đã biểu tình và căng các khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc phải rút khỏi cái vùng lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam.
Đấy, các bạn thấy người Việt Nam rất yêu nước và họ luôn luôn biểu tình. Tuy nhiên những việc biểu tình này thì lại được chỉ được có thể xảy ra và được áp dụng ở những nước dân chủ và tư bản và tự do như Đức và một số nước khác. Nhưng mà nếu biểu tình như vậy ở Việt Nam thì người Việt Nam lại gặp khó khăn vì bị cái lực lượng công quyền, vì bị an ninh mật vụ Việt Nam có thể đánh bắt hoặc là cấm đoán. Thì đấy là cái điều mà hiện nay Việt Nam đang thiếu, đó là việc ra một cái luật biểu tình để cho người dân Việt Nam được phép và được quyền theo đúng hiến pháp là thể hiện cái tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và tự do biểu tình. Đấy, thì đấy là cái điều mà Việt Nam đang thiếu. Thì hiện nay những người Việt Nam ở Đức họ cũng luôn luôn hướng về quê hương, và đây là hình ảnh của những người Việt Nam ở Đức đã từng biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc ở đây và rất rầm rộ trong thời gian mà giàn khoan 981 tiến vào vùng lãnh hải của Việt Nam thời gian qua. Và ngoài việc biểu tình ra thì những người Việt Nam ở Đức họ cũng đã thành lập những cái hội đoàn, gồm những hội đoàn có tư cách pháp nhân, và họ đã tham gia vào những cái việc mà đấu tranh với Trung Quốc, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Cụ thể đó là Liên hiệp Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây các bạn nhìn thấy hình ảnh, đây là hình ảnh của Liên hiệp Người Việt Cộng hòa Liên bang Đức cùng một số người cá nhân, và trong đó có cả tôi là cái người ngồi ở đầu đó, các bạn thấy không? Đấy, là đến đấy, đến Quốc hội Đức và đưa cái kháng nghị thư của kiều bào Việt Nam tại Đức và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng các điều ước công ước quốc tế và không được xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thì đây là ở bên cạnh đấy là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, anh Vũ Quốc Nam và tôi nhà báo, tôi có ngồi cùng với cả những cái người này để cùng đưa cái kiến nghị thư này và đưa tin để cho các bạn trong những cái tường thuật lần trước. Đấy, và đây là hình ảnh mà người Việt Nam ở Đức đã đấu tranh để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam ngay tại Đức. Đấy. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã đi cùng với cả Liên hiệp Người Việt và những cái tổ và những hội đoàn khác đến tận Nghị viện châu Âu để đưa cái kiến nghị thư. Đây các bạn thấy, đây là hình ảnh mà ngay cả đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV1 cũng đã phát, là các hội đoàn người Việt kêu gọi Nghị viện châu Âu quan tâm đến tình hình Biển Đông, là đưa cái kiến nghị thư đến Nghị viện châu Âu khi mà tình hình nó nóng quá, nóng lên. Thì những cái hội đoàn độc lập ở đây họ đã tham gia, và họ đã cụ thể là Liên hiệp Người Việt và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại đã đứng ra cùng với cả những cái tổ chức hội đoàn khác để đến Nghị viện châu Âu để trao cái kiến nghị thư này cho Nghị viện châu Âu về cái vấn đề là yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải, tôn trọng công ước quốc tế tại vùng biển của Việt Nam. Vâng, mặc dù những cái thông tin như vậy luôn luôn được đề cập đến với báo chí trong nước, báo chí quốc tế, nhưng báo chí trong nước dường như đăng rất ít và dè dặt. Các bạn sẽ thấy hiện nay đến cho tới thời điểm này chưa thấy báo chí trong nước đăng cái thông tin này cho người dân một cách chi tiết và cụ thể, rõ ràng, mà người dân chỉ có thể khai thác và biết những thông tin này thông qua những cái tờ báo ở nước ngoài, như là cái tờ đây, tờ báo này là đã đưa cái tin đầu tiên về cái vụ này, và hiện nay là đang rất căng thẳng. Đấy, đây vụ này, đây vụ báo. Đấy, và ngoài ra là họ cũng những cái tờ báo quốc tế khác cũng liên tục đưa tin về cái việc mà Việt Nam đang và Trung Quốc, là tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu ở bãi Tư Chính. Thì Việt Nam khi mà phụ thuộc rất nhiều vào việc sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ, thì với cái tiềm năng thềm lục địa của Việt Nam, về mặt bờ biển của Việt Nam rất dài và rộng lớn do cha ông để lại, thì cái tiềm năng đó vẫn rất lớn. Cho nên những cái việc mà Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách để vẽ ra đường lưỡi bò để họ chiếm đoạt những cái tài nguyên, chiếm đoạt về lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam là cái điều mà trước đến nay vẫn xảy ra. Cho nên những cái việc thời gian tới chắc chắn rằng là sẽ còn những cái thông tin mới được cập nhật, và để các bạn biết thêm tình hình, biết thêm thực tế mà báo đài trong nước không đưa cho các bạn biết. Đấy, và đây là, và chúng ta tiếp tục sẽ có những cái thông tin từ báo chí quốc tế để chúng tôi sẽ truyền tải về trong nước thông qua những chương trình tương tự như vậy để các bạn được biết. Và đây ví dụ như là những chương trình mà của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đưa rằng tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông. Đây là cái vụ đấy. Hoặc là Đài Tiếng Nói Châu Á Tự Do cũng đã đưa rồi. Đấy, đã đưa rồi. Và ngoài ra rất nhiều những đài báo khác cũng đã đưa rồi, nhưng mà trong nước thì vẫn im lặng. Đấy. Đây là cái thông tin mà chúng ta cùng biết và cùng tham khảo và cùng tra cứu ở trên mạng xã hội cũng như là trên các phương tiện truyền thông khác. Vâng, chúng ta đang đứng trước của Tòa Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Berlin, và phía sau lưng tôi là Tòa Đại sứ của họ với cái quốc huy cùng với 4 ngôi sao nhỏ và 1 ngôi sao to. Đây là cái nơi mà
có rất nhiều những cán bộ kinh tế, cán bộ ngoại giao và kể cả an ninh và tình báo của Trung Quốc vẫn làm việc ở đây hàng ngày. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật thêm với các bạn trong thời gian tới về những diễn biến tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo.de, ngày 13 tháng 7, 2019, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi Lê Trung Khoa, Facebook, Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo.de, YouTube của Thời báo.de để được cập nhật những thông tin mới, nhập bài nhanh nhất. Các bạn cũng nên đặt câu hỏi ở ngay trong cái live stream này để chúng tôi cung cấp thêm cho các bạn những thông tin mới nhất để các bạn cùng biết và cùng truyền tải cho những người khác cùng biết theo. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Xin chào các bạn và chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.